Dạ vâng, em xin chào chị. Thì chị có nhắn tin hỏi em là cây mỹ vàng giá bao nhiêu một cây và cây như thế nào, thì em xin quay cái lô này lên cho chị xem tham khảo ạ. Thì lô cây này của em á, tính từ mặt đất em đo lên nó là ảnh là một gang tay hơn ạ. Là từ dưới gốc điếm lên là một cặp lá, hai cặp lá, ba cặp lá, bốn cặp lá, năm cặp lá và cái đọt ạ. Và anh này á, thì hai tượng rõ ràng luôn nè chị. Đây, cây rất là khỏe à. Anh này cây này rất là cao luôn nè chị, 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá hết à. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi chị xem tham khảo giúp em ạ. À.